Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với chân hàng hùng xe ơi thì tháng 9 rồi, mình cũng qua tháng ngâu của năm nay rồi. Thời điểm này đến tháng 11 dương thường sẽ là thời điểm tốt nhất và giá xe thường là đẹp nhất cho quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe. À, vì đến tháng 12 thì thường các hãng xe những đầu xe mà sản xuất trong nước chúng ta sẽ bị hạn chế về số lượng để tránh tồn kho cho số năm. Thì trong video này để em gửi đến quý anh chị các bạn giá bán chương trình khuyến mại của ba mẫu xe trai tông à, bán tải của Mitsubishi à, chủ yếu bán chính tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn là bên em đang phân phối chính và hỗ trợ được tốt nhất thì à, ok trai tông thì à, Mitsubishi phân phối với ba đầu xe chính à, rẻ nhất là phiên bản à, một cầu số tự động à, bản thường Giá niêm yết hiện nay đang là 630 triệu và đa phần thì Mitsu thì thời điểm này chúng ta sẽ tặng phụ kiện giá trị khá là lớn và cũng chưa có quy đổi về tiền mặt nhé. Phụ kiện thì chúng ta có thể lấy một chút nắp thùng theo xe cao hoặc thấp để tùy anh chị chọn hoặc chúng ta có thể lựa chọn thêm bảo hiểm thân vỏ một năm và một chút phụ kiện như là kính nhảy sàn chẳng hạn. thật ra thì cái này giá trị nó cũng rơi vào khoảng 15 đến 17 triệu đồng rồi. À, bất kỳ một cái nắp thùng hay bảo hiểm nào và phụ kiện thì chúng ta đều có cái mức giá trị quy đổi khá là sát so với tiền thật. Các bác có ra ngoài làm thì giá trị nó không lệch nhiều đâu. Đó. À, bản rẻ nhất số tự động một cầu là 630 triệu và nếu như ăn bánh tại tỉnh địa Phương thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng gần 700. trăm à, phiên bản à, tiếp theo là phiên bản số động một cầu nhưng uh, xịn xò hơn một chút thì uh, đang có giá là 740 triệu. Uh, phiên bản này thì đẹp hơn về uh, option nội thất. Và chương trình khuyến mại thì chúng ta vẫn được tặng uh, một chút nắp thùng hoặc bảo hiểm theo xe nhé uh, Cao cấp nhất là phiên bản uh, hai cầu số tự động. Đó, thì uh, hiện nay cái mức giá niêm yết của em nó đang là 865 triệu thì lăn uh, bánh đâu đó sẽ rơi vào khoảng 900 uh, 3 940 triệu đúng ạ thì uh, mức giá này tương đương với Ford Ranger trách mà chúng ta sau khi giảm giá rồi uh, White là 925 và mức giá giảm trung bình vào khoảng từ 55 đến 60 triệu đồng uh, hai mẫu xe này gần như có mức giá bán và giá bán bánh nó tương đương chủ yếu là chúng ta thích cái mẫu xe đó thôi đó ba đầu xe chính thì hiện nay uh, đều có chung chương trình khuyến mại là tặng nó thùng và bảo hiểm thân vỏ theo xe À, ngoài ra ấy, với quý anh chị mà đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe trang khóp hay lái thử thì à, có thể qua bên showroom bắc ninh vì hiện nay thì à, bắc giang và lạng sơn chúng ta cũng đang trong quá trình khởi công thôi chưa có showroom trực tiếp thì à, để tiện nhất trong cái đi lại mùa dịch và giá bán mùa dịch cũng như là mình có đầy đủ xe lái thử và tham khảo tư vấn cách tốt nhất thì à, vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đánh kèm trên màn hình chúng ta nhận được cái báo giá này chương trình khuyến mại một cách hợp lý nhất và giá xe cũng như là chương trình khuyến mại có thể thay đổi theo từng thời điểm mà quý anh chị đang theo dõi trên video ok uh, video nhanh thôi, báo giá các đầu xe thì uh, uh, hy vọng chúng ta tuân thủ quy định 5k để sớm uh, kết thúc mùa dịch và quay trở lại với cái nhịp sống bình thường xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo